ChatGPT ra đời hơn 2 tháng đã có thể viết code, tìm và sửa lỗi. Không thay thế hoàn toàn được con người, nhưng rất nhanh thôi, các chatbot hay trí tuệ nhân tạo sẽ cạnh tranh trực tiếp với các lập trình viên. Mặc dù là vừa mới ra mắt thôi và còn chưa hoàn thiện, tuy nhiên là ChatGPT nó đã làm được rất là nhiều thứ đáng ngạc nhiên và gần như là nó có thể thay thế được một phần cái công việc của lập trình viên hàng ngày rồi. Cái điều mà chúng tôi cần làm bây giờ đấy là làm chủ được cái công nghệ AI đấy phục vụ cho công việc của mình, chứ không phải là để nó thay thế mình. Lập trình viên là một trong những công việc phổ biến nhất của sinh viên học ngành công nghệ thông tin khi ra trường. Đại học Bách khoa Hà Nội đã sớm nhận ra những thách thức với quá trình đào tạo. Vai trò của người lập trình viên cần được thể hiện để khi mà giải quyết những cái bài toán phức tạp, những bài toán cần có sự tối ưu về chất lượng phần mềm như hiệu năng và độ an toàn thông tin, và khi đó thì các bạn cần trang bị tốt hơn về các kiến thức về tư duy hệ thống, về tư duy thiết kế hay tư duy về kiến trúc phần mềm. Chúng tôi cũng đã phải họp bàn lại để có cái nhìn nhận lại cái sự tác động của các cái phần mềm sinh mã nguồn hiện tại để có những cái sự cập nhật và đổi mới trong cái chương trình đào tạo. Không còn chuyện sinh viên năm nhất thì học đại cương và chỉ tập trung vào lý thuyết. Thực hành và liên tục thực hành với các bài toán thật trong thực tế là yêu cầu bắt buộc. Sinh viên đều rất thích là xem bóng đá và quan tâm đến các giải đấu, nên là nó rất là ứng dụng nhiều trong thực tiễn và làm cho bọn em cảm thấy hứng thú hơn khi học tập. Đổi mới một chương trình là chưa đủ. Khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo, an toàn không gian số. Một loạt chương trình đào tạo về công nghệ thông tin được nâng cao chất lượng để giúp sinh viên ra trường có thể làm chủ và thích ứng với nhiều công việc khác nhau. Sinh viên Bách khoa thì sẽ không học thiên về là để biết một hay nhiều ngôn ngữ lập trình, mà các em được trang bị học để là các em có thể dễ dàng học những cái ngôn ngữ lập trình mới. Thì trong bối cảnh, trong cái sự phát triển ngày nay thì rất nhiều ngôn ngữ lập trình mới ra đời trong khoảng thời gian ngắn. Thì các bạn sinh viên Bách khoa thì qua cái trong quá trình đào tạo học tập ở trường thì các bạn vẫn có thể tự học. Hiện cả nước có tới hàng chục trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành công nghệ thông tin. Mỗi năm hàng nghìn kỹ sư ra trường, và phần đông trong số này sẽ bắt đầu với công việc lập trình viên. Chỉ có nâng cấp trong đào tạo đầu vào ngay từ bây giờ thì mới cho ra sản phẩm đầu ra chất lượng trong tương lai, là đội ngũ lập trình viên thực sự làm chủ công nghệ.